Hey, yo, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với clip mình nha. Thì nay hơi ồn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với Gà Cha. Thề luôn, thì hôm nay là kỷ niệm hơn 900 ngày. Đây, kỷ niệm hơn 900 ngày. Mình nhận được quà rồi và 15 vé TTC. Không phải 10 vé TTC nhân vật để mình quay mấy con nhân vật. Đúng thật đấy. Giờ xem nào, có trang bị nào khác không? Ok, thì mình sẽ lấy trang bị này. Thì mình cũng khá là thích con Sele. Bây giờ thì phải quay, đập liên tục cái nút quay cũng được cơ. Theo mình nhớ là 840 pha lê thì chúng ta sẽ được 10 phát quay đúng không? Để thế nào mình tích, mình làm mấy cái nhiệm vụ linh tinh sẽ qua nó lên pha lê không? Vũ khí, ảnh tước, mình nhớ cái cây này là cái cây chấn của con Shadow Dan lõi này. Không ham cây cây đó lắm. Tí nữa rã chứ mình đâu lấy cây này chi. Ủy, không có giữ. Giữ chi. Bây giờ thì sẽ cày một chút pha lê nhỉ. Thì giờ gần đây event mình đâu chơi được đâu. Mọi người biết là mấy ngày hôm nay á, mạng của này chán lắm. Chẳng được nhiều mà 60 này. Con này thì mình có rồi, con Vermilkana mình có rồi nên mình không cần lắm. Rồi, bắt đầu đập liên tục. Bây giờ mình sẽ đập cho tới nháy bảo hiểm thứ, nói chung là bảo hiểm tiếp theo ấy. Không biết là tới khi nào có. Ơ. 24 mình quay bằng vé không sao. Yên vậy Linh ý. Thà là ra chấn của con Sele đi thì mình ok. Em mà chấn Sele bị nghẹn song sinh nha. Cay vậy liền. Ra con có cái con Sele cấp A vứt game nha. Dạo gần đây không được chơi game mà đang cay rồi, chẳng cay được pha lê luôn. Không biết dạo gần đây sẽ bị sao á, mạng dùng rất là chán luôn ấy. Kiểu mình lướt YouTube thôi mà nó còn thấy lag ấy. Mình đọc truyện lướt YouTube thấy lag cực luôn. Chán không muốn nói. Tắt những hai lần. Có cay vậy lì ní. 15 phát. Tắt những hai lần. Luôn. Xem nào, phân giả được không? Đây, 1, 2, 3 phân giả được hết đấy. Nhưng mà boss talent thì phế đó, mình không cần. Cái này mình có xịn một chẳng cần này. Khi rồi chợ tăng sức vật lý, cái này chắc cho kia rồi. Còn cái này là cái này chỉ dành riêng cho con Hunter of the Void thôi. Mình sẽ nghĩ lại tới cái việc mà sẽ rã bọn nó. Nhưng chắc chắn sẽ phải rã đấy. Cay vậy. Tự nhiên khi không dính ba cái linh tinh rồi còn vũ khí nữa. Vũ khí được phân giả không vậy? À, bị khóa, riêng cái thằng vũ khí là nó bị khóa rồi đây nè. Cái này mà mình phân giả xong mình up full luôn. Chán vậy liền. Rồi có mấy ông kêu mình là đánh vực bằng mấy cái set đồ có thể ký trong shop, là mấy cái vết thánh mà mọi người có thể rèn đây nè. Rồi đây, có người kêu là mình đánh vực bằng những cái vết thánh này, nhưng mà mình kiểu nghĩ gì vậy, bởi vì á mình những cái vết thánh trong đấy chỉ thuộc dạng là dùng tạm thôi, mọi người không thể leo lên cao được đâu. Còn mình leo lên xin đỏ là bởi vì mình cày cái thứ chứ nó phải dễ dàng gì mới lên được xịn đỏ đâu. Bây giờ ấy, tiếp tế gacha không thì cũng nhàn, lại chắc là phải đi MA tiếp chứ làm được mẹ gì đâu. Cái clip cuối cùng mình là nó cũng liên quan tới MA. 900 ngày rồi. Để xem nào, mình quay ra cái quái gì nhỉ.
mình quay ra được cái boss của con god kia nè. Con mày được, bố mày hành mày. Anh nhá, để xem nào. Thật luôn. Quay. Hảo à. Vãi. Vãi trưởng ấy, mấy ông đầu tiên nhìn ảo vãi trưởng. Hai ông đầu tiên này. Hai ông dùng sát thương vật lý trong khi con này nó kháng vật lý. Được. À, lười quá à. Thôi vô đập đi, để vô đập nốt số pha lê vậy. Nay nó không có nhân vật mình muốn nhận. Thật, nên chẳng có nhân vật mình muốn nhận, nên chẳng muốn coi, nên chẳng muốn chơi. Còn vũ khí mình muốn nhận là cái cây này này. Nên làm ơn ý. Làm sao làm? Cho tao cây vũ khí. Chứ tôi thề luôn, cú vậy liền. Nếu mà mình có cái cây này á, nếu mình có cái cây này thì mình sẽ xịn sò hơn một chút, không thì ít nhất thì cũng kiểu cho cái vết thánh cuối cùng, hình như là vết thánh top, mình hiểu cái top. Ra 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 ra, ui màu tím nhưng mà không không phải lượng mình cần. Tới tấp luôn, tới bến luôn, không ngại gì hết. Oh shit. Giờ đi hết pha lê. Đậu xanh nha nó chứ. Tiêu 200 pha lê cho bia viên. Seriously. Sáu trăm để nhận được cái con này. Blood Row có cả Ron, Skyway Knight. Hầu như là mấy con mình có rồi. Thật hầu như là mình mới. Để mình xem coi mình cần con nào lên SS thì mình bùi nó lên SS luôn. Mấy con cấp S gốc mà mình muốn lên SS hầu như là chẳng có con nào luôn. Chỉ con này. Mình đang muốn bùi con Lightning Impress nhưng mà trong đây dường như là không có. Thật hình như trong đây không có. Ở đâu có Lightning Queen. Một cái rương mình có thể đổi tới 12 rương. Đổi được có 12 rương là được có 12 mảnh nữa hả? Ít vậy. 12 mảnh đáng không ta? 12 mảnh để cho Lightning Queen của mình. Lightning Queen nè, Lightning Queen của mình ấy. Thì giờ gần đây mình không đánh vực, đánh cái thứ nhé. Bởi vì giờ gần đây mạng nó điều chỉnh nó không tốt đấy, nên là mình không có đánh được. Nên mọi người thông cảm luôn cho mình. Xem nào. Sắp hết rồi. Sắp hết tiền rồi. Giờ mình thiếu 22 mảnh nữa. Chính xác là 22 mảnh nữa. Thôi ông còn ngại gì nữa, ông dùng mỡ luôn đi. Ngại gì vết bẩn của Omo nữa. Omo nhà mình nhiều mà. Đập luôn, dùng phải đi vô dùng. Kéo xuống đây. Tiếc thật, quay chẳng ra cái gì hết. Tiếc thật sự. Giờ mình còn còn cách nào để lấy được thêm ta? Này gì còn cách để lấy pha lê mà quay thôi. Nếu mà mình quay thêm một phát nữa là mình sẽ được 60, là mình sẽ được 6 cái nữa. 6 mảnh nữa thì cũng chẳng đủ. Mình hiện tại mình mới có 30 mảnh à. Mình cần thêm 10 mảnh nữa. 10 mảnh nữa thì
phải làm hai cái này. Đấy, thì thôi clip kỷ niệm mà 900 ngày mình chơi game tất là kết thúc nhá. Nó thật cái này hơi ngắn nhưng mà mọi người để thông cảm chúng mình đi. Thì thật giờ chịu rồi. Bye.